mục đích sau cùng ở chỗ khai ngộ nên đó là một kỹ xảo tu hành ngày nay chúng ta niệm phật một ngày niệm mấy ngàn câu phật hiệu là kỹ xảo vì không niệm phật liền khởi vọng tưởng dùng ý của việc niệm phật là gì là đoạn trừ vọng tưởng niệm phật sẽ không có vọng tưởng niệm đến sau cùng vọng tưởng thật sự không còn không cần niệm phật nữa vì quý vị đã thanh phật niệm Phật xuất thành Phật, mục tiêu thực sự là đây, nó là một loại kỹ sản.